Chào em, tôi đang có mặt khuôn đất gia chủ chúng ta các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ đi ra từ phía ngoài cổng vào để các bạn có thể hình dung rõ hơn khuôn đất của chúng ta. Đây là con đường dẫn vào nhà gia chủ chúng ta này. Mảnh đất của nhà gia chủ chúng ta khá rộng, mặt tiền phía trước này rộng trung bình tầm khoảng là 27 mét các bạn. Đây, tính từ mép hàng rào kia bên kia có một lối đi các bạn nhé. Đây, tận đến hàng rào này, đây là lối đi và nhà cũ. Bây giờ cốt nhà trong này cao hơn cốt đường tầm khoảng 1,2 m các bạn ạ. Đây, đây là ngôi nhà của gia chủ chúng ta các bạn ạ. Đây, vừa đây. Thế thì gia chủ chúng ta dự kiến sẽ làm nhà máy nhiệt ở khu vực này các bạn này. Đây, và có một lô sảnh phụ đây. Đi bên này các bạn nhé. Ở đây cấp điện của mình là từ trước này đúng không anh nhỉ? Vâng. Rồi hướng cấp nước. Cấp nước thì là sau này. Từ sau đúng không? Thoát nước bẩn. Phát lên phía trước này đúng không? Rồi ok, tương đối cơ bản cái khuôn đất của chúng ta, các bạn có thể kiểm tra hiện trạng từ phía dưới. Đất này đất thổ 100% trên nền đá cứng các bạn nhé. Thế thì ở đây các bạn phải thiết kế phương án móng đơn và làm sao tối ưu tiết kiệm cho gia chủ chúng ta các bạn nhé. Đây là khuôn viên đất phía sau nhà để các bạn hình dung rõ hơn. Ok.